Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Cận cảnh vẻ đẹp nóng bỏng của người đẹp chuyển giới Việt Nam vừa đăng quang. Chân dài, sở hữu vóc dáng nuột nà và cũng thường xuyên thể hiện sự tự tin khi diện áo tắm hút mắt. Chân dài là người đẹp chuyển giới vừa chiến thắng tại cuộc thi Miss International Win Việt Nam, đại sứ Hoàn Mỹ 2020, không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, được ví như bản sao của Miss Universe 2017, cô còn có một thể hình đầy cuốn hút. Năm nay, Chân Đài đã tròn 29 tuổi, cô sinh năm 1992, cao 1,71m, cùng với số đo 3 vòng 90-61-92cm. Được biết, ngoài vòng 1, can thiệp giao kéo, Chân Đài còn rất chăm chỉ tập kim để được có số đo lý tưởng. Với loạt ảnh bikini trước khi nổi tiếng, cô khiến cho nhiều người khá bất ngờ về sự nuột nà và nóng bỏng của mình. Được biết, trước đây, Chân Đài từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng làm việc, sinh sống lâu năm ở Mỹ. Sau khi có danh hiệu nhan sắc, cô đang tiếp tục rèn luyện để thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế trong tương lai gần nhất. Hoa hậu chuyển giới Chân Đài, nam mẫu 10 năm trước, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm 2020, Chân Đài từng làm người mẫu và có những bộ ảnh chụp cùng Lương Thế Thành, Trương Lam Thành. Chân Đài chuyển giới từ lúc 15 tuổi, tức là năm 2007, do đó cô có vóc dáng gợi cảm khi bước vào tuổi đôi mươi. Thời gian hoạt động người mẫu ở Việt Nam, Chân Đài lấy nghệ danh BB Phụng, song hiếm ai có thể phát hiện được cô là một người chuyển giới. Bản thân, Chân Đài cũng chia sẻ cô giấu kín câu chuyện chuyển giới của mình suốt thời gian dài, trước khi công khai tại cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ năm 2020. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.